Destiny xin kính chào quý vị. Hiện giờ Destiny đang có mặt tại Rabin House của Hạ viện Hoa Kỳ. Và hôm nay, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt dưới sự bảo trợ của dân biểu liên bang Christmas của tiểu bang New Jersey sẽ tổ chức tượng đài nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản. Ngoài ra, còn có nhà Việt Nam Hoa Thành Đốn và một số hội đoàn trong vùng Washington DC sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh chiếu phim Việt Nam America và hội thảo về chiến tranh và tị nạn. Như chúng ta biết rồi, sau khi chiếm được miền Nam thì chính quyền Hà Nội dĩ nhiên là họ viết lại lịch sử. Bao giờ lịch sử cũng là lịch sử viết theo kẻ chiến thắng mà. Hà Nội tự viết lại lịch sử và dĩ nhiên là Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn bị bôi xóa và cái chính nghĩa của quân dân miền Nam không hề được giảng dạy và chắc chắn là sẽ không bao giờ được giảng dạy cho con em chúng ta ở quê nhà. Chỉ còn có khối người Việt Nam ở hải ngoại này là còn đủ xác tín và nắm được tất cả mọi dữ kiện và sự thật để giảng dạy cho con em chúng ta, trước hết là những con em chúng ta sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, và sau đó là giúp giới trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Việt Nam hiểu rõ về sự thật nữa. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái niềm mong ước của anh, và xin kêu gọi tất cả chúng ta cùng chung sức. Việc đầu tiên là dạy cho con em của chính mình hiểu rõ về sự thật của chiến tranh Việt Nam, rồi sau đó là giúp cho các cháu, các con của mình nói chuyện với người Hoa Kỳ, với bạn của các con mình, để họ cùng giúp chúng ta hiểu rõ. Và hơn quan trọng hơn nữa là cần liên kết với những tổ chức khác, thí dụ như tổ chức Victim of Communism. Communism hôm nay là một tổ chức quốc tế với một hậu thuẫn mạnh mẽ. Chúng ta cần phải liên kết với họ. The Victims of Communism Memorial Foundation is very happy to host this event today in the halls of Congress, War and Refuge, talking about discussing the refugee wave that occurred in the 70s with Vietnamese boat people coming to this country to escape the communist takeover. It's important to remember that the human rights abuses that have occurred in Vietnam, the extrajudicial killings, the suppression of free speech, freedom of religion, none of these things have been accounted for. There's been no moral reckoning. And so we certainly need to understand the history. We need to have accountability for the crimes. We need to learn the lessons. But we also are emphasizing that the human rights abuses continue to occur in Vietnam, a country ruled by a communist party. Theo tổ chức Tượng đài Nạn nhân Cộng sản, thì hiện nay có 1/5 số người trên thế giới vẫn còn đang sống dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản, mà người tị nạn Việt Nam là nhân chứng sống. Và sau khi Cộng sản chiếm miền Nam thì gia đình chúng tôi cũng bị rất nhiều cái áp bức. Cá nhân tôi thì bị Cộng sản đưa ra miền Bắc và giam mất 15 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia sau khi ra tù. Và riêng gia đình chúng tôi thì có ông thân của chúng tôi, tức là cố luật sư Trần Văn Tuyên, cựu phó thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, cũng qua đời trong tù. Và hai người em con chú ruột của tôi, tức là anh em chú bác của tôi đấy, bị Cộng sản hành quyết và chặt đầu. Và bây giờ cũng không biết là cái xác để ở đâu, ngay cả cái xác của ông thân của chúng tôi cũng không biết chôn ở đâu. Cái chế độ Cộng sản Việt Nam thì như tất cả mọi người đều biết đó, nó là chỉ đem lại tội ác, cũng như là đem lại áp bức cho tất cả những dân tộc nào mà sống dưới cái chế độ đó. Là người Việt Nam, mình cực khổ như thế nào để mình qua đến đất nước Mỹ này vì Việt Cộng, và mình phải hy sinh tất cả. Mình không biết là mình có thể mình đến được một đất nước khác để mình có một cuộc sống mới, một tự do mới hay không, hay là mình chết trong biển cả. Thì là gia đình đây muốn nói rằng người Việt mình tới đây, mình sống, mình rất là cố gắng để thành công. Không những thành công chính bản thân cho chính mình, và thành công để mình giúp đỡ lại những người đã cho nước Mỹ này, và cho những người cựu thương phế binh đã sẵn sàng hy sinh và bản thân của họ để bảo vệ cuộc sống và tự do của những người như chúng ta. Cái mục đích để đưa cuốn phim chiếu phim Việt America chiếu đến để cho người Mỹ gốc Việt, đặc biệt những đại biểu congressman ở Capitol Hill biết về cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt của mình, và đặc biệt hơn nữa và quan trọng hơn nữa là muốn dùng cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt mình, người tị nạn mình, để họ có thể có những cái
đưa đến cái sự đỡ cho vấn đề tị nạn hiện nay đang là xảy ra rất nhiều nơi trên toàn thế giới. Destiny, tường trình cho SBTN từ Raven House Building in Washington, D.C.